Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng thực hành bài tập thực hành công văn ha. Thì ở đây mình có cái khái niệm về cái công văn. Thì công văn nhìn chung đó là những cái loại văn bản mà nó không có tên loại ha, nó không thuộc cái tên loại nào hết. Mục đích của nó là nhằm để mình thứ nhất là trao đổi công tác, triệu tập, triệu họp hoặc là nhắc nhở, hướng dẫn công tác trong đơn vị, trong một tổ chức. Và mình có cái mẫu của cái công văn, đây là mẫu chung của công văn. Thì công văn nó có bên góc bên trái này là cơ quan ban hành ha, bên phải này là cái quốc hiệu nè, rồi tới là cái trích yếu của nó nằm ngay bên dưới của cái số ngày tháng năm, ngày tháng năm bên phải là ngày tháng năm, và cái kính gửi nè, rồi nội dung, rồi nơi nhận, rồi ký tên và đóng dấu. Cái mẫu của công văn mà dạng hướng dẫn á, ở đây mình sẽ có một số cái loại có công văn, thì mỗi một cái loại công văn như vậy thì nó có một số cái mẫu các bạn tham khảo ha. Ở đây công văn phúc đáp, đây là cái mẫu công văn phúc đáp. Rồi mẫu công văn về chỉ đạo, đây là mẫu công văn giải thích. Công văn hướng dẫn, đây là công văn đôn đốc nhắc nhở. Công văn đề nghị, ở đây là mình có cái loại văn bản nó có tên loại tờ trình ha, nó giống như là một số cái loại văn bản có tên gọi giống như thông báo là báo cáo, kế hoạch, nhân dân, nhưng mà cái tờ trình nó khác với lại cái một số loại văn bản mà có tên gọi khác ở chỗ là nó có kính gửi bên dưới này, và cái trích yếu của nó không giống, cái trích yếu của nó giống tất cả các loại văn bản khác, nhưng mà cái kính gửi bên dưới này nó sẽ có cái kính gửi mà các bạn phân biệt được giữa công văn và các cái loại công văn và cái mẫu của công văn này. Đây, cái mẫu công văn trích yếu nằm bên dưới số nè, và ký hiệu nè, và kính kính gửi nè. Công văn thì không có cái tên loại của văn bản, và tờ trình thì nó khác với lại các loại văn bản khác ở chỗ là nó có kính gửi một người bên dưới này. Và bài tập thực hành của mình hôm nay đó là cái bài này đây. Đây mình mở cái file Word lên ha, mở file Word lên mình sẽ có cái bài mẫu ở đây, mình sẽ thực hành cái bài này. Thì mình phân tích ha, cái bài này á, là mình thấy cái nội dung của cái yếu nè, nội dung của nó dài nằm trên 3 dòng, mình không thể nào sử dụng cái mình sử dụng cái tab tab giữa, mà mình ở đây mình nên sử dụng bảng ha. Ở đây đầu tiên là cô sẽ định lại cái lề của giấy. Đầu tiên mình double click trên vùng trống nè, mình sẽ định lại. Thường theo quy định của thông tư á, thì lề trên lề dưới là 2 đến 2,5 cm, ở đây cô sử dụng 2 cm thôi. Lề dưới là 2 cm nè. Lề trái này 3, cô cho 3,5 ha. Lề phải này 2. Bạn chọn lại khổ giấy này A4. Rồi, sau khi mình định khổ giấy rồi, bây giờ mình chèn ha, insert này, insert bảng ha, insert table. Ở đây các bạn chọn cái bảng ha, rồi sau đó vào chỗ layout nè, mình chọn cái chế độ trong layout chọn auto fit window nè. Đó, rồi mình sẽ điều chỉnh lại cái vị trí của những cái cột này. Ở đây mình sẽ nhập cái tên cơ quan chủ quản. Rồi các bạn lưu ý cái phông của mình ở trong này là phông này là size 12 nha. Ở đây size 10, bên dưới này là size 13 hết nè, nhưng mà trên đây là size 10, 10 12. Này cô enter xuống cô gõ tiếp luôn, đó là trường đại học. Rồi tiếp theo nó là đây, enter xuống là mình gõ là độc lập tự do nè. Ở đây nguyên bản này mình đều cho canh giữa hết nè. Rồi chỗ này là in size này là size 10 13 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nè, độc lập tự do hạnh phúc là in đậm Ctrl B ha. Ở đây trường đại học nè, đây cơ quan này ban hành văn bản mình cho in đậm luôn, điều chỉnh lại cái bảng cho nó phù hợp ha. Ở bên dưới này mình ở đây là số rồi mới tới về việc ha. Rồi tiếp theo bên đây là ngày tháng năm nơi, ví dụ như đây là Sơn La nè, ở đây là số nè, viết tắt của công văn nè, rồi cái đơn vị ban hành nè, về việc gì đó mình gõ luôn nội dung công văn và dạng báo cáo. Hai cái dòng ở đây là size, mình nhấn Ctrl và mở ngoặc, nó là size 13 nha các bạn, nó tăng lên một size. Như chỗ Sơn La này là phải in nghiêng, có một khoảng trống ở đây mình sẽ insert cái sáp vào đây, nhấn giữ phím shift để mình vẽ cho nó chính xác ha. Đây mình sẽ cho cái chỗ cái sáp này nó là cái màu đen, sáp một mát, chọn cái outline màu đen, cái viền của bảng á, cái viền của bảng là cái viền là no border. Cái năm này mình gõ luôn ha, 2017 luôn. Gõ chữ kính gửi nè. In đậm mà size 14 ha, in đậm mà size 14. Khi mình enter xuống dòng nè. Ở đây mình cho là Ctrl Z đi. Rồi bỏ Ctrl B ha, nhập dữ liệu vô. Dòng này trong cái đoạn này thì mình cũng có cái định dạng ha. Thứ nhất là list phải
Ở đây trong cái nội dung này mình cho size 13 ha, và cái paragraph mình định theo đúng thể thức văn bản ha. Ở đây cho tối đa 1.5 like và thuộc độ dòng. Mình sẽ cho cách cái đoạn trên, mình điều chỉnh lại cái đoạn đầu tiên là cách cái đoạn trên khoảng 18. Ở bên dưới này mình sẽ nhập cái nơi nhận ha. Cái nơi nhận này nó không có thuộc một đầu dòng ha. Rồi ở đây mình sẽ có cái một cái tab giữa. Ở đây mình hiệu trưởng nè. Cái nơi nhận này là size này là size 12 thôi. Và in nghiêng, in đậm nè. Rồi bên dưới này, nơi lưu này là văn thư viết tắt nè. Rồi phòng kế hoạch tài chính nè. Dấu chấm. Hiệu trưởng này nè là mình phải cho size tăng lên là 14. Rồi cái nội dung của cái nơi nhận là size này là phải size 11. Các bạn cho nó sát ở ngoài là giấy nè, vào cái address list in nè, mình sẽ cho cái chỗ này là space. Ok, mình cho cái bullet nó sát ra ngoài cái lề của giấy. Paragraph bên dưới này, so ở đoạn trên này là không. Cái này là cái lề của đoạn của cái nơi nhận này, cái lề dưới này bằng không nha. Cho nó sát cái nơi nhận kính gửi nè, nơi như kính gửi đó. Cái nơi nhận này là như vậy là cái bài của mình á, về cơ bản thì nó hoàn thành nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn ha. Dòng sông Tiền hiền hòa là mái trường chúng tôi, bao năm tháng dựng xây giờ đang đổi thay từng ngày. Bạn ơi chung tay ta vun rơi cho những mầm xanh nảy lồng, vươn tới tầm cao chân trời chi thứ. Bên dòng sông Tiền hiền hòa là mái trường tôi yêu, yêu tiếng nói thầy cô cùng tôi sớm khuya miệt mài. Đường tương lai bao nhiêu gánh tha, tiếp bước cha anh viết tiếp trang sử vàng. Rằng danh trí tuệ Việt Nam, rằng danh đất mẹ Cửu Long, sen hồng tỏa ngát, sáng ngời đường tương.